Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong tệ bài. Vũ trụ mang ai đến bên bạn? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong tệ bài có rất nhiều, hy vọng các bạn tiếp cận tệ bài một cách tích cực nhất. Và sau đây là trải bài của các bạn. Đối tượng xem là các bạn đang thắc mắc, không biết vũ trụ sẽ gửi đến ai đó cho bạn sau một cái thời gian bạn đau khổ. Đầu tiên các bạn có lá bài Nine of One, Hiệp Sĩ Gậy. Kế đến là các bạn có lá bài Three of Cups, Ba Ly. Và lá bài cuối cùng là các bạn có lá bài Nine of One, Chín Gậy. Và sau đây mình xin giải thích trải bài. Và lá bài đầu tiên sẽ là lá bài nói về cái thứ mà sẽ giúp bạn có được cái người đó xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên cái lá bài Hiệp Sĩ Gậy này xuất hiện ngược, dấu hiệu cho rằng bạn sẽ nhận được cái thông điệp, tức là cái người đó sẽ đến với bạn. Nhưng mà không may, cái nó sẽ ám chỉ một cái sự trì hoãn, do đó bạn phải chờ. Do vậy hãy cố kiên nhẫn chờ. Tuy nhiên vì mặt tình yêu thì lá bài này nó có một cái khả năng rất là nhiều, là bạn sẽ có thể tìm thấy một nửa của mình và tiến đến cái viễn cảnh là gắn kết vĩnh viễn, được hiểu là kết hôn, một mối quan hệ cam kết thật sự. Tuy nhiên là bạn phải đảm bảo rằng mình biết rõ mọi điều liên quan đến cái người đó trước khi quyết định tiến tới hoặc là quyết định cưới, tiến sâu hơn với mối quan hệ. Lưu ý là có thể là bạn đang quá vội vàng trong bạn chọn một cái người đến bên đời của bạn. Và năng lượng của lá bài hy vọng các bạn phải tìm tới một cái gì đó đam mê và liều lĩnh hơn. Liệu bạn có đang sống ngòn hay không, hãy xem xét những cái trải nghiệm mới để có những điều mới mẻ. Mà bạn phải chuẩn bị cho tất cả những cái gì mà xuất hiện để cho cái người đó đến bên đời mình, cũng như lựa chọn thật là kỹ để bạn có thể quyết định đúng đắn nhất để cho ai đó bước vào cuộc đời của mình nha các bạn. Và một số cái thông điệp lời khuyên là các bạn nên tập trung vào phong cách của mình nhiều hơn, về vẻ ngoài của mình hơn. Bạn phải tập trung bằng cái nụ cười nè, để cái nụ cười bạn thực sự là vô tư và quyến rũ. Hãy tập theo đuổi những cái chinh phục nhiều hơn, hấu hiểu hơn về tình dục, để bạn biết thế nào trong cái vấn đề mà 18 cộng. Bạn phải tạo ra một cái sức đam mê thực sự, cái gì đó, một cái năng lượng thực sự là tốt đẹp. Và bạn phải biết ăn nói đường mặt dịu dàng, những lời nói có thể làm rung động trái tim của người khác. Đây là cái điều bạn cần phải tập trung vào. Và bạn sẽ gặp người này khi các bạn đi du lịch hoặc là các bạn trải nghiệm những cái gì đó mới. Do đó bạn hãy đừng cứ ở yên một chỗ các bạn. Hãy tiến tới, phải mạo hiểm hơn. Bởi vì cái mạo hiểm sẽ giúp cho các bạn tìm được những người thật sự đến bên đời của mình. Tại vì bạn ở trong một cái môi trường, bạn gặp những cái người rất quen thuộc rồi. Tại sao bạn không thử vào một cái hội nhóm khác, một môi trường khác, cái gì nó khác hẳn cái cuộc sống của bạn, thì nhất định bạn sẽ gặp được người này. Tuy nhiên lá bài cũng khuyên các bạn là phải cân bằng một chút xíu. Bởi vì nhiều khi cái tính tự tin của bạn thực chất có chừng nó biến thành tự mãn hay không. Bạn phải xem xét chiều này ha. Bạn có phải lúc nào cũng khó chịu và khiếu kiềm chế cái cảm xúc của mình? Liệu bạn có đang có say mê cái gì quá đáng hay không? Cái gì mà bạn say mê quá sẽ chắc chắn làm bạn tan nát. Cho đó bạn phải giữ lại một chút mình khi bạn tiến với người đó. Đừng có tỏ vẻ yêu họ quá. Khi họ yêu, biết mình yêu họ quá là nhất định họ sẽ cởi đầu đè cổ mình rồi các bạn. Ngộ lắm, tình yêu nó ngộ lắm. Hãy làm cho mình bí hiểm một chút, bí mật một chút càng tốt hơn. Có yêu nhưng mà giấu trong lòng, đừng có thể hiện ra ngoài quá nhiều. Và một lời khuyên nữa là các bạn hãy đi ra ngoài và tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Bởi vì khi đó bạn mới gặp người khác, bạn mới gặp người được. Nếu bạn ở nhà hoài hay làm sao bạn gặp được người khác được. Quan trọng là phải có giao tiếp, phải qua lại, hòa nhập vào xã hội thì những người đó mới xuất hiện đến với cuộc đời của mình. Dù bạn có đẹp, có xinh đẹp, bạn có tư cách tốt, nhưng bạn không bước ra ngoài thì ai biết bạn là ai mà họ cua bạn. Sao mình gặp được, nhất định phải ra ngoài tận hưởng cuộc sống nha các bạn. Và lá bài thứ hai sẽ là lá bài nói cái thứ mà cản trở bạn không đến gặp được cái người mà vũ trụ gửi đến bạn là gì. Khi mà lá bài ba ly này xuất hiện thì cái điều mà thông điệp vũ trụ muốn nói là các bạn phải quản lý được cảm xúc của mình và khuyên các bạn phải hòa đồng hơn vào cuộc sống và bớt cái muộn phiền đi. Và để gặp một cái người, các bạn phải bám sát vào cái tính chân thành của người đó trong mối quan hệ của mình, cũng như xem cái người đó có thực sự muốn phát triển đi tiến tới mối quan hệ cam kết mình hay không, thì bạn mới hãy đặt trái tim của mình vào người đó. Và cảnh báo một điều nữa là những cái thứ mà liên quan đến tình cảm á, thì rất là dễ bị cám dỗ và mọi thứ sẽ đi rất là sai hướng nếu như cái tình cảm của bạn mà liên quan đến vật chất. Do đó là hãy cẩn thận tránh bị bản thân mình lợi dụng cũng như bạn muốn lợi dụng người khác.
bạn cần phải thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của mình để nhận được sự hỗ trợ thực sự từ người khác, và người khác thực sự muốn đến bạn là lý do vì bạn, chứ không phải bạn bị giàu. Và nếu như các bạn muốn ý đồ đào mỏ người ta cũng không được luôn các bạn. Hãy tập trung vào những cái phẩm chất tốt đẹp của mình. Và nếu như các bạn đang mãi vui đùa với những cái bạn thân của bạn, hay phải mua vui chơi, cứ party hoài á, thì lá bài cũng khuyên các bạn phải tránh xa đà vào các mối quan hệ này. Bởi vì không, nếu bạn không sống tích cực á, thì sẽ nhanh chóng nó đưa các bạn vào cuộc sống tiêu cực rất là nhiều. Do đó bạn sẽ rất dễ dàng phóng túng mà không đạt được cái mục tiêu là kiếm người yêu thật sự. Và khiến sao bạn sẽ bị hao tổn về tình cảm cũng lẫn như là vật chất trong cuộc sống này. Do đó bạn cần phải giữ cân bằng trong tình cảm là vấn đề tiếp theo bạn cần phải chú ý đến. Để giữ thiện cảm với cái người đến với mình thì các bạn tránh cái thiên vị với những người trong mối quan hệ mới. Bởi vậy nếu như đó bạn thấy cái gì đó mập mờ không rõ về cái mục đích của người ta tiến với mình thì bạn nên chấm dứt cái mối quan hệ đó nha các bạn. Bởi vì lá bài thiên về cảm xúc rất là nhiều, do đó bạn rất là dễ bị những cái lời nói ngọt ngào mà dù các bạn. Do đó các bạn phải rõ ràng phân biệt là cái lời nói ngọt ngào như thật sự có phải là chân thật hay không, để bạn chứng minh cái người đó thực sự là đúng với mình hay không mới là quan trọng nhất. Quan trọng là cái người này chính là chỗ dựa vững chắc và động lực giúp cho bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Đặc biệt lá bài cũng khuyên các bạn là tránh ra những mối tình tay ba. Nếu bạn cảm thấy cái người đó có tình cảm với ai khác hoặc đang có mối quan hệ ai khác, tuyệt đối các bạn không được xen vào, bởi vì xen vào cái người đau khổ chính là bạn chứ không phải là ai khác. Và có một lời khuyên nữa là các bạn nên phải thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Đừng có thờ ơ trong cuộc sống tình cảm đó các bạn. Bạn phải quan tâm thực sự, quan tâm đến cái giá trị mà bạn đem đến cho người yêu của mình. Mang đến cho người yêu mình một sự bình yên thực sự có, chứ không phải là cáu gắt hay là khó chịu với người đó. Vì hoàn toàn không giúp cho các bạn gì hết. Và vũ trụ sẽ gửi đến cái người thuộc cung lửa, là thuộc là Bạch Dương, Sư Tử hoặc Nhân Mã nha các bạn. Đây là một cái người rất là thẳng thắn, sôi nổi và rất là nhiệt huyết. Và họ là cái suy nghĩ của họ lúc nào cũng rất là gia trưởng nha. Họ suy nghĩ lúc nào cũng là cho mình đúng hết á. Những cái người thuộc cung này, họ có bị áp đảo về cái mặt khí phách của họ. Do đó họ khá là ngạo nghễ, nhưng mà hết mình trong công việc lắm các bạn. Tuy nhiên chỉ cần cái cuộc vui với bạn bè thì họ khá là hòa đồng, năng động và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai chỉ khi nào bạn họ thấy cái quan hệ đó tốt đẹp thật sự với họ. Cho họ cái tính cách họ rất rực cháy và tràn đầy sức sống. Do đó họ cái đam mê rất là nhiều với công việc luôn. Một người rất là kiên trì và mạnh mẽ để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của họ. Do đó họ rất là dễ bị tự ái dẫn đến làm nản lòng. Và bản thân người này rất là thẳng thắn. Nhiều khi họ bị dồn nén tâm sự quá nhiều, suy nghĩ đơn giản, nên đôi khi họ sẽ thốt lên cái tính lời nói có tính sát thương rất là cao, dẫn đến cho bạn có thể là rất bị tổn thương rất là nhiều mà chính họ cũng không biết luôn. Bản thân họ thường không có nhiều mối quan hệ thân thiết, và cái người này họ phản phất một cái nét bền bỉ lắm trước những cơn bị cực, bởi vì cái người này đã trải qua rất là đau khổ rồi. Nhưng bản thân cái người này rất là kiên trì nha, không bao giờ gục ngã hết đó các bạn. Và cái người này sẽ là một người rất là kiên cường và rất là bền bỉ. Tinh thần của người này vô cùng kiên trì luôn. Mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, cái kiểu người này là cái người biết vươn lên trong cuộc sống. Do đó những cái thứ mà chống lại họ thì họ cũng không bao giờ từ bỏ đó bạn. Họ cố gắng hết sức mình luôn. Một nguồn lực ẩn giấu rất là mạnh từ họ. Tuy nhiên bạn phải lưu ý một điều này. Để đến với người này, cái điều quan trọng là không có bất kỳ mối quan hệ nào trên thế giới nó yên ổn hết. Do đó bạn phải biết cho cái người này một cái không gian rộng hơn. Bởi vì cái người này có thể là đang rất là khao khát yêu đương và được yêu. Cái thời điểm này có thể là chưa đúng lúc để cho họ tiến với bạn. Mình nói từ đầu rồi, bạn phải cần chờ đợi và kiên nhẫn hơn để người này xuất hiện. Và liệu bản thân bạn có muốn thay đổi nhiều hơn, bạn đừng bao giờ kiểm soát để cho cái cảm xúc của bạn được phát triển một cách quá mức. Hãy kiểm soát nó một mức có thể trong một cái dung hòa với lời nói nhẹ nhàng, biết lắng nghe người khác hơn thì bạn sẽ thu hút được người này vào cuộc sống của mình. Một lời khuyên nữa là các bạn đừng bao giờ nóng vội. Một lời khuyên các bạn hãy nên rút những kinh nghiệm trong cái mối quan hệ trong quá khứ. Từ đó các bạn biết phải làm sống sao để thật sự tiến với cái người này nha các bạn. Và thông điệp muốn gửi cho các bạn là hãy nhìn sâu vào trong trái tim của bạn. Bạn sẽ thấy được cái tình yêu của họ. Thật sự cái người bạn muốn hướng tới là gì. Và tình yêu người này sẽ đến cho các bạn, nó sâu như đáy đại dương vậy các bạn.
Và thông điệp số 2 là gì? Thông điệp số 2 là một thông điệp là một mối quan hệ cam kết được tiến tới. Một chiếc nhẫn đính hôn sẽ được gửi đến bạn nếu như bạn, người này xuất hiện đến trong đời của mình. Hãy thực hiện, hoàn thiện cá nhân bản thân mình nhiều hơn. Các bạn hoàn toàn sẽ có một mối quan hệ cam kết thành công sau này. Và một điều nữa là các bạn phải cần ra ngoài nhiều hơn. Các bạn phải đi chơi với bạn của mình để gặp người này, và người này sẽ xuất hiện khi những trong cuộc gặp gỡ đó.